Rồi, câu hỏi tiếp theo. Thưa sư, làm sao để tránh tẩu hỏa nhập ma khi đang suy tư về pháp? Với rất nhiều đề mục quán để quán xét, khi con quán xét các sự vật hiện tượng xung quanh mình, khi so với pháp đúng 100% không sai, ngay cả khi đang suy tư một câu hỏi trong đầu và nghe một bài pháp bất kỳ nào đó, bài pháp đó trả lời ngay cho con câu hỏi con đang có. Cơ thể con bỗng nổi da gà, lạnh người và sợ, vì tại sao lời dạy của Thế Tôn đúng đến như vậy? Con tạm chấn nhiếp cơn sợ đó bằng cách niệm ân đức của Tam Bảo hoặc hồng danh thiện thể thế gian giải của Thế Tôn. Con không biết như vậy là đúng chưa, xin sư hướng dẫn. Trong cái quá trình mà mình học Phật thì nó sẽ có những cái giai đoạn mà nó khá là bồng bột. Cái điều quan trọng là mình phải hạ bớt cái sự bồng bột. Khi mà cái tâm mình nó bồng bột quá thì nó sẽ rất là kẹt. Lời khuyên của sư á, là mình hãy quan sát lấy cái tâm của mình, thành thật với chính mình, quan sát tâm của mình, đừng có để tâm của mình suy tư nhiều quá. Có những khi mình tự làm mình rối bằng cái việc là mình suy tư quá nhiều. Cho nên hãy tĩnh lại, tĩnh lại, nhìn lại nội tâm của mình. Và khi mà mình nghiên cứu, mình học pháp, mình nghe pháp, mình suy tư về pháp, nó có những cái cảm xúc dâng trào, nó cũng được thôi, tốt thôi, không vấn đề gì. Tuy nhiên hãy để cho nó qua cái cơn bồng bột đó nha. Mà mình phải làm sao để mình có cái lòng nó bình thản đối với các pháp. Chứ nếu không nó rất dễ rơi vào cái trường hợp là mình mình bị over, tức là mình bị quá lên rồi mình bị ảo tưởng, nó rất dễ đưa đến sự ảo tưởng. Rồi khi đó mình đi sai hồi nào không hay. Cho nên hãy cẩn trọng và làm cho tâm của mình nó dịu lại và tránh cái giai đoạn mà cái tâm mình nó bồng bột đến như thế ha. Và học đạo thì mình nghiên cứu cho nó bài bản, chứ đừng có cứ đâm kiểu đâm xuồng, đâm ba chớp ba nhán, đâm chỗ này đâm chỗ kia rồi cứ cứ nghe rồi tâm mình nó chạy theo thì nó cũng là điều không có nên. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Sư cũng hoàn toàn đồng ý cái quan điểm cũng như cái cách trả lời của Đức Hành Tuệ. Có nghĩa là khi quý vị học Pháp, mà quý vị nói là hỏi là tránh để tẩu hỏa nhập ma. Có nghĩa là cái tránh đây tẩu hỏa nhập ma sư gọi là giống như mình bị rơi vào tà đạo ha. Hay là tà tư duy đó. Tương tự nhiều cái tà đó, thì thưa quý vị, để tránh rơi vào cái tà thì chỉ có là cái vung bỏ cái chánh thôi quý vị. Là sao, nếu quý vị không muốn bị tẩu hỏa nhập ma thì cái điều mà tối quan trọng, xin mới nhấn mạnh là tối quan trọng nha, quý vị đang theo học pháp với vị thầy nào, vị thầy đó có dạy, quý vị thầy đó có năng lực không, vị thầy có dạy đúng lời Phật dạy không, vị thầy đó thật có thật sự có chánh kiến không, điều đó là cái quan trọng. Và cái thứ hai là quý vị có thể không học vị thầy nhưng mà quý vị có đọc các đầu sách, thì các đầu sách đó, của các vị ngài đó là có đúng tinh thần lời Phật dạy trong Tam Tạng Kinh điển Pali không. Rồi bản thân quý vị giống như Đức Hành Tuệ nói, sư hoàn toàn đồng ý, bản thân quý vị là thật sự, bản thân mình thật sự nghe, sử dụng chữ thật sự nha,
mình có thực sự có kiến thức nền tảng vững chưa, kiến thức pháp học vững, rồi sau đó kiến thức pháp hành của mình nó vững chưa. Điều đó rất là quan trọng để tránh mình rơi vào trạng thái mà ở đây nói là sợ tổng hòa nhập ma đó. Điều đó quan trọng. Nghe thoạt nhiên á, là mấy sư kể vẻ nó rất đơn giản nhưng mà thật sự rất là quan trọng thưa vị, rất quan trọng mà phải cần, thậm chí cần thời gian nhiều nữa. Tại vì vốn dĩ bây giờ có rất nhiều bậc đạo sư cũng khoác lên tấm y này, cũng nói là thuyết giảng tâm tạng kinh điển Pali rồi kinh Nikaya này nọ đó, thiền tứ niệm xứ thì Vipassana. Nhưng mà rồi sao? Nhưng mà khi mà đối chiếu lại cái lời của những bậc đạo sư đó, đối chiếu lại tâm tạng kinh điển chú giải thì nó sai lệch rất là nhiều thưa vị, mà nó chỉ thấy xen kẽ trong đó đó, nghĩa là những cái sai nó tinh vi á, nó đem tư kiến rất là nhiều đó. Cho nên là suy lại cuối cùng câu hỏi này là để tránh đồng hòa nhập ma, là bản thân quý vị bất đầu tiên bản thân quý vị là phải có kiến thức nền tảng vững, thật vững rồi đó. Đó, cho dù quý vị bản từ, từ bản thân quý vị học, đúng không, học bản thân, học qua sách vở rồi lại học qua các bậc đạo sư, thì quý vị đủ khả năng để quý vị thực đảm bảo thực hành đúng, đúng không, chứ không rơi vào cái tàu hành nhập ma. Cái điều này tối quan trọng. Cái điều thứ hai á, mà ở đây á có một cái vấn đề này mà cái bị đặt câu hỏi này nói như vậy, là khi mà quan sát cái hiện tượng xung quanh á, thấy là mình đúng 100% không sai. Cái này mình nên cẩn thận thưa vị, nói thiệt, ngay bản thân quý sư đây á, có nhiều vấn đề trong kinh tạng á, mà đọc qua trong chánh tạng này, đọc qua mình có nghĩa mình suy tư được, suy tư được, nhưng mà vẫn cẩn thận thưa vị, vẫn cẩn thận đối chiếu. Ví dụ cái này là trong đoạn này là trong vi trong chú giải hay trong phụ chú giải nói như thế nào, rồi lại có một số vấn đề là để coi bên vi du pháp nói về cái hiện tượng này, cái trạng thái tâm cái chúng sanh này nào, nó xử lý để tâm như thế nào, chứ không phải mà vội vàng mà nói kết luận 100% thưa vị. Với khi mà quý vị á, mà dễ dàng á, mà cho mình đó là hiểu về giáo pháp Đức Thế Tôn, phải cẩn thận như vậy. Bởi vì sao? Bản thân sư nè, có những cái tài liệu, thú thật quý vị nha, sư đọc qua rất là hay. Giống như có những cái tài liệu mà các nhà thiền sư, mà các ngài mô tả về pháp hành đó quý vị. Mô tả pháp hành, ở đây là không nói về pháp học nha, mô tả về cái sự trải nghiệm pháp hành mà của 16 tịnh minh sát của các ngài. Thì quý sư đọc qua qua bản thân sư nè, sư đọc qua rất là hay. Nhưng mà rồi sao sư không dám chia sẻ? Bởi vì sao thưa quý vị? Tại vì chia sẻ là một cái tâm thiện của sư, nhưng mà đôi khi cái điều của sư làm nó không hợp thời lại hại quý vị. Tại vì sao? Bởi vì ngay cả các nhà thiền sư cũng từng nói, rất là nói là có nhiều vị hành giả cứ đọc vô các tầng tuệ rồi xong rồi cái nhìn vô đó rồi trông dính mắt với cái câu chữ đó, rồi cứ hành ngồi hành thiền á, cứ nghĩ ra, cứ tự mình nghĩ ra, ví dụ là chạy tại tại sinh diệt nó phải như vậy nè, nó phải thấy ánh sáng, nó phải thấy này thấy kia, nó phải thấy sinh diệt nó gì vậy, vậy đó, rồi lên trình pháp nó y y như vậy đó. Ngài thiền sư ngài không có chấp nhận thứ vị đó, rồi mô tả tại diệt như gì đó, rồi tại hành xả như gì đó, rồi thậm chí đi xác chứng với những người khác nữa. Mà vốn dĩ những quyển sách đó, đó ý nghĩa các ngài, tại sao các ngài lại viết ra những quyển sách đó, là xin thưa là để mục đích là gì? Mục đích là mình hành, cứ hành đi, mình cứ hành thế sư vị, mình cứ hành thiền, mình cứ hành thiền tuệ, mình cứ hành theo cái hướng dẫn người thiền sư, rồi đến một lúc á, đến một lúc á, mình cảm thấy cái tâm mình cảm thấy cái tâm có, mình có thực sự á, mình nghe cái ngài thiền sư đánh giá mình hay là tự bản thân mình á, đến một lúc á, mình sẽ tự hiểu đến lúc nào mình đọc cái đó, đọc mà đọc mục đích chi, đọc để mục đích là giống như mình dò bài lại, y như hồi xưa á, quý vị hiểu á, là giống như mình học toán thì ở ngoài chợ có bán sách giải toán, nhưng mà thầy cô đâu có cho mình là xài giải toán đó trước thưa vị. Sách giải toán là mục đích đen chi, khi là mình giải bài toán được rồi rồi mình mới xem lại cái sách giải toán đó, là coi cái phương pháp này giải như thế nào nào, nào, nào để mình học hỏi thêm đó, ý nghĩa là như vậy. Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này, sư có cũng có cái lời khuyên là để tránh tổng hòa nhập ma thì kiến thức nền tảng, một lần nữa kiến thức nền tảng về Phật pháp nó rất là quan trọng. Một khi quý vị mà đã nắm chắc chánh kiến trong tay, chưa nhấn mạnh nha, nắm chắc chánh kiến trong tay, tức ở đây là pháp học, tức là lời dạy của Đức Thế Tôn, pháp hành luôn đó, thì đảm bảo quý vị sẽ dù tiếp xúc với cái người mà tà kiến, cái người mà nói về tà kiến, gieo tà kiến,
À, các bậc đạo sư sai giảng sai lại Phật dạy, hay bản thân quý vị đọc sách sai, hay bản thân quý vị có vô tình mà học mà hành có những cái điểm mà sai sai, quý vị cũng biết không, để không rơi vào trạng thái tổn hại tâm ma này. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Vâng, xin cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường. Và Đại Đức có nói một cái việc rất là quan trọng, và sư mong là người Không nghe, đặt không nghe, câu hỏi này không cần nghe đứa phải ơi, lưu tâm là không nghe, không không nghe. phải cái gì mình đọc mình thấy đúng 100% là nó thật sự đúng Không nghe 100%. đứa ơi. Nha. Nhớ, không phải cái gì mà mình đọc thấy đúng 100% mà nó thật sự đúng 100%. À, có đôi khi do mình nhầm. Thành ra với các sư luôn luôn phải cẩn trọng xem xét nha, chứ không phải là mình vội vàng mình kết luận mình thấy là nó đúng đâu nha. Thành ra là hãy cẩn trọng, đặc biệt là với những cái thuộc về cái kinh nghiệm sở chứng là đặc biệt phải cẩn trọng. Ừ. Đó là lý do mà đôi khi pháp hành nó cần thầy là gì đó. Đôi khi cái vị thầy là người nói cho mình biết là mình thực hành sai khi mà mình nghĩ là mình đang đúng. Pháp học cũng thế. Đôi khi cái vị thầy là người chỉ cho mình biết là mình sai ở ngay cái chỗ mà mình cho là mình hiểu đúng. Thành ra phải cẩn trọng nha, luôn luôn cẩn trọng. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.